thử thách ăn theo icon, miễn là làm cho nhỏ bạn thân cùng đau khổ khỏi ngủ luôn. Hát chị ăn tôm chanh vàng xoài cóc thơm, tôm 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 tôm. Quá dễ với chị nha em ơi, chị tặng cho em con tôm siêu to khổng lồ với lại trái khế siêu bự luôn. Pha muối ăn hải sản nha mọi người ơi. Đợt này thì mình đã sử dụng muối tôm của chị Như Ý nha. Hạt muối siêu to luôn. Bên trong có nguyên con tôm chà bá bự. Ngoài ra thì bên này còn có cả muối bột và muối hành phi nữa nha mọi người ơi. Công thức làm sốt chấm tôm em đã có ghi rồi nha. Chúc mấy chị ngủ ngon mãi yêu.